Hoàng Anh, đây là ba loại chôm chôm có lẽ là rất là ngon, tùy theo cái gọi là cái đối tượng khách hàng, tùy theo cái sở thích của bà con chúng ta, nhưng đối với Hoàng Anh thì mỗi loại chôm chôm ở đây đều rất là ngon. Và đặc biệt là có, đây là chôm chôm sa hoa, đây là chôm chôm Thái. Chôm chôm sa hoa với chôm chôm Thái là hai loại chôm chôm bà con chúng ta cũng khá là rành rồi phải không, nó rất là phổ biến rồi. Nhưng mà ở chính giữa đây chính là chôm chôm Tiến Cường, một loại chôm chôm gọi là đột biến từ chôm chôm Thái, và nó hội tụ rất là nhiều các cái điểm mà Hoàng Anh thấy rất là nhiều các cái nhà vườn người ta đã trồng và được cái nguồn thu nhập cao hơn từ chôm chôm Tiến Cường. Không hẳn là do giá của chôm chôm Tiến Cường về trái nó cao hơn của chôm chôm Thái đâu bà con, mà ngoài ra năng suất của thằng chôm chôm Tiến Cường còn đặc biệt hơn. Nhưng trong nội dung video ngày hôm nay thì Hoàng Anh muốn chia sẻ với bà con chúng ta về cái chất lượng cũng như là so sánh cụ thể là cái vị, cái hương vị của ba loại chôm chôm này, để quý bà con chúng ta có muốn trồng thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về đặc tính trái cũng như về cái độ ngọt, về cái cơm, về độ tróc và độ dày của cơm, để quý bà con chúng ta dễ dàng đưa ra quyết định hơn nha. Tuy nhiên là trong ba cái loại này thì chôm chôm sa hoa hiện tại bây giờ cây giống thì Hoàng Anh không có sản xuất, rất là hiếm nha quý bà con nhé. Cam nó chạy theo bé My rồi. Rồi bây giờ đối với chôm chôm sa hoa thì chắc có lẽ là bà con chúng biết cái màu sắc của nó khá là đẹp. Chôm chôm này mà làm du lịch thì Hoàng Anh nói là bao phê, chỉ cần mặc một cái áo bà ba trắng đội thêm cái nón lá vô nữa thì coi như cái người mà nhan sắc cỡ quanh vô đó là tự nhiên trở nên đẹp liền bà con. Chứ không có cần phải make up lụa là hay cái gì đâu ha. Thì nè bà con thấy nè, cứ đỏ đỏ xanh xanh vậy là em nhỏ nó mừng liền, vui vẻ liền đó. Còn khi mà nó màu xanh thì nó cũng màu xanh rất là đẹp quý bà con. Thì được cái là ưu điểm của chôm chôm sa hoa là cái màu sắc nó cực kỳ bắt mắt, rất phù hợp với làm du lịch. Nhưng về cái chất lượng trái của chôm chôm sa hoa bà con chúng ta biết sao không, nó hơi bị có nước và nó có hương vị hơi chua, nó có hơi chua nha bà con nha. Nè khi mà cắt ra là con thấy bên trong nó ứ nước ra này, thấy không? Đó, trong điện thoại là vẫn thấy được đúng không anh Nghi? Đó, bà con thấy đưa qua đưa lại bà con chúng ta thấy có cái nước liền đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Rồi, thêm một cái đặc tính nữa của thằng chôm chôm sa hoa là đặc biệt nó rất là sai trái bà con, và không có bỏ vụ. Tức là nó là một cái loại mà năm nay cho trái sai thì năm sau mà chăm sóc tốt thì nó vẫn cho trái sai bình thường, chứ nó không có bị bỏ vụ nha bà con nha. Nhưng mà chỉ có một cái yếu điểm duy nhất là thằng này rất là dễ bị xỉn màu. Hái xong á bà con chúng ta bảo quản cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng rất là nhanh chín và nó nhanh xỉn cái màu, cái rau này nó sẽ bị quéo lại và đồng thời bên trong nó có nước nhiều, nó cũng không có tróc hết. Với lại thêm một cái nữa là cái hạt nó cũng khá là to, nó không tróc hết và nó có vị hơi chua, nên bà con nào mà không thích ăn chua là coi như là không phù hợp để ăn cái thằng chôm chôm cái thằng chôm chôm sa hoa này, hay còn gọi là chôm chôm sa hoa đó. Tuy nhiên hồi xưa á có những cái vườn chôm chôm sa hoa mà tới bây giờ người ta vẫn bảo tồn, Hoàng Anh ôm cả ôm luôn cái gốc nó vẫn không ôm hết bà con, và vẫn có thu nhập rất là ok la từ cái vườn chôm chôm sa hoa. Và Hoàng Anh cũng có một cái lời gọi là chia sẻ và động viên đối với những cái nhà vườn đã có chôm chôm sa hoa mà gốc to như vậy. Bà con không nhất thiết là chúng ta phải kinh doanh cái trái đâu bà con. Không có nhất thiết phải kinh doanh trái mà bà con chúng ta có thể chuyển qua, nếu đường xá thuận lợi và chúng ta có thể mà bước chân vào làm du lịch thì đó là một ngành công nghiệp không khói rất là phù hợp đối với chôm chôm sa hoa. Tại vì cái màu sắc của nó quá chi là đẹp. Bà con thấy ha, trên một cái nền tảng là lá rất là xanh, có những cái bông hoa nhỏ màu đỏ tươi như thế này làm cho cái người ta đi đến người ta cảm thấy rất là hứng thú và rất là khoái luôn bà con. Anh dùng từ khoái ở đây để diễn tả trong nhiều góc độ khác về tính từ để chúng ta thấy là đẹp quá trời đẹp, không có gì có thể nói bằng cái màu đỏ đặc sắc của chôm chôm sa hoa nha. Rồi, đối với cái thằng thứ hai nè, chôm chôm Thái thì nó sẽ hơi thưa trái hơn, và đặc biệt là nó dễ bị nứt trái, rau của nó dài. Thằng này thì khắc chế được cái việc là nó ít bị xỉn màu hơn khi mà nó hái trái xuống. Tuy nhiên thì trái của nó cũng hơi nhỏ và cái quan trọng là trái của nó hơi thưa, nên cái công hái của thằng chôm chôm Thái này nó hơi bị tốn công chút xíu. Tuy nhiên thì nó khắc chế được thằng chôm chôm sa hoa ở chỗ là gì? Cái hạt nó sẽ nhỏ hơn, cơm nó sẽ ráo nước hơn. Hạt nhỏ hơn, cơm ráo nước hơn, là con thấy nè, ít nước hơn là thằng thơm chôm chôm sa hoa nè, thấy không? Nè, thấy không? Chôm chôm sa hoa nè, chôm chôm Thái nè, bà con nhìn thấy cái là bà con hình dung được là thằng nào là nó có cái độ chắc về ruột liền ha. Cái hột nào nhỏ liền đúng không? Rồi, cái độ nước bên trong nè, thằng chôm chôm sa hoa nè, Hoàng Anh bóp một cái là nó ẩn nước lên nè. Còn thằng chôm chôm Thái nè, bà con thấy nó có độ đàn hồi và nó ít nước hơn so với chôm chôm sa hoa. Nên là thằng chôm chôm Thái nó đã có những cái ưu điểm vượt trội đầu tiên rồi đó. Nhưng mà nó bị thua cái thằng chôm chôm sa hoa ở chỗ là năng suất nó không có nhiều bằng nha bà con nha. Năng suất nó không có cao bằng. Tuy nhiên về giá thì chôm chôm Thái á, là được thị trường ưa chuộng nhiều, nên chôm chôm Thái đang được bán với giá khá là ok.
Hiện tại bây giờ Hằng Anh mua chôm chôm Thái với cái giá là 55.000 đồng 1 kg và mua chôm chôm Sa Qua với giá là 30.000 đồng 1 kg thưa quý vị. Thì từ cái việc là cái giá bán kết hợp với lại năng suất và kết hợp với lại cái tốc độ sinh trưởng phát triển và cái điều kiện làm bông làm trái nó có dễ hay không, thì chúng ta có thể cân nhắc coi là chúng ta sẽ trồng cái loại nào, loại chôm chôm nào để có giá trị kinh tế bà con nhé. Rồi bây giờ chúng ta tới với loại thứ ba đi, đó là chôm chôm Tiến Cường, một cái loại là gọi là năng suất rất cao. Thằng này là một cái thằng hội tụ ưu điểm của hai cái thằng chôm chôm Sa Qua và thằng chôm chôm Thái, đó là nó được hưởng là năng suất cao của thằng chôm chôm Sa Qua, màu sắc bắt mắt của thằng chôm chôm Sa Qua, trái to của thằng chôm chôm Sa Qua, tuy nhiên là nó lại ăn rất là tróc và nó khắc chế được những cái nhược điểm của cái thằng chôm chôm Sa Qua là gì bà con? Nước nhiều, thằng chôm chôm Tiến Cường nước rất ít, thịt nó rất là keo, nó rất là quẹo, nó rất là đàn hồi, ăn rất là ngon. Và nó trái chùm nha bà con nha, rau của nó ngắn hơn, nó khắc chế được cái nhược điểm của chôm chôm Sa Qua là gì? Khi mà di chuyển á, là chôm chôm Sa Qua rất là nhanh chín, còn thằng chôm chôm Thái với chôm chôm Tiến Cường là nó chậm chín hơn, nên là thành ra là bảo quản được lâu hơn. Bây giờ Hoàng Anh sẽ cắt một cái trái chôm chôm thật là sự rất là chín của thằng chôm chôm Tiến Cường đi, để coi là khi mà cái trái cây nó chín, nếu mà nước nhiều nó sẽ bị lên men đúng không bà con, và nó lại làm sao mà bên trong nó bị úng đúng không. Còn thằng chôm chôm Tiến Cường thì không đâu nha bà con, thấy nè, khi mà cắt ra hộp của chôm chôm Tiến Cường rất là nhỏ, cơm thịt cơm của chôm chôm Tiến Cường mà con thấy nó có cái độ đàn hồi tốt kia chưa, và nó vẫn có cái nước nhẹ nhưng mà nước nó lại khô hơn chôm chôm Thái nè. Rồi bây giờ mình so với chôm chôm Thái đi, nó được cái ưu điểm của chôm chôm Thái là cái gì bà con, là ăn rất là tróc, tróc gần như là hoàn toàn luôn rồi nha bà con nha. Và thêm một cái đặc tính nữa của chôm chôm Tiến Cường là ăn trái xanh cũng ngon, ăn trái đỏ cũng ngon, nó không bị lên men, không có bị lên men do nước bên trong tế bào nó ít nên nó không có bị lên men trong quá trình khi mà di chuyển á bà con. Hái xuống rồi khi bị di chuyển nó không bị lên men. Đây nè, bên trái là chôm chôm Thái, bên phải là chôm chôm Tiến Cường. Bà con thấy nè, hai cái thằng này nó đều có nước nhưng mà nhìn á như vậy thì bà con biết cái thịt của thằng nào nó chắc hơn rồi đúng không? Thằng anh dời ra chút xíu. Coi thịt thằng nào chắc hơn. Này quay gần chút xíu đi anh Nghi. Rồi, đây là bên tay trái là chôm, vẫn là chôm chôm Thái nè. Rồi bên tay phải là chôm chôm Tiến Cường. Đây bà con coi nè. Đó, bà con thấy cái độ đàn hồi của chôm chôm Tiến Cường nè. Đó, nó đã hơn, nó cứng hơn, cái tế bào nó xếp, nó gọi là chặt chẽ hơn. Thành ra là chôm chôm Tiến Cường ăn rất là tróc. Nó hợp với nửa xíu. Bây giờ Hoàng Anh đã phát hiện ra rồi, lý do mà Hoàng Anh ăn cơm rất ít nhưng mà vẫn mập đó là do Hoàng Anh ăn trái cây và thử trái cây nhiều quá. Chôm chôm Thái bà con thấy vẫn tróc nghe không, nhưng mà cái thằng chôm chôm Thái cái độ ngọt của nó nha không có bằng chôm chôm Tiến Cường. Giờ mình ăn tới chôm chôm Sa Qua nè, chôm chôm Sa Qua bà con thấy không, mở ra cái là nước nhiều liền, nên giờ là người ta ít trồng là như vậy đó. Đó, biết không, tế bào của nó mềm hơn, nhưng mà thỉnh thoảng á thằng anh vẫn nhớ hương vị của chôm chôm Sa Qua, tại vì đó là hương vị xưa thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cuộc sống con người mình nó lạ lắm mà con, nhiều khi á là cay đắng ngọt bùi là mình muốn nếm đủ chứ ngọt không á cũng không thích, bắt đầu chuyển qua thích ăn hơi chua chua kiểu vậy, nên rõ ràng là người chúng ta khó đoán đó đúng không. Nè, tôi đã vẫn thích ăn chôm chôm Sa Qua mặc dù nước cũng hơi nhiều. Nó là chôm chôm Sa Qua bà con chúng ta là trồng á, nhiều khi giá nó hơi thấp á, mà con ta đừng sợ, chúng ta chuyển qua làm du lịch đi, rồi chúng ta sẵn qua bán trái chôm chôm Sa Qua này cho khách du lịch luôn. Rất ngon. Rõ ràng là hồi nãy giờ Hoàng Anh đã test thử ba cái loại chôm chôm cho quý bà con chúng ta, để chúng ta cùng nhau đưa ra một cái kết luận cho mình. Nếu bà con nào mà thích cái thằng chôm chôm xưa để làm du lịch, giá cả nó có hơi bấp bênh xíu nhưng mà chúng ta đưa về vô làm du lịch đó thì nó không bị ảnh hưởng nhiều, đó là chôm chôm Sa Qua. Rất là đẹp, màu sắc trái rất là đẹp, rất ok. Bà con nào thích cái gọi là nếu mà chôm chôm Tiến Cường với chôm chôm Thái thì Hoàng Anh vẫn là chọn chôm chôm Thái, chôm chôm Tiến Cường để Hoàng Anh trồng, tại vì nếu mà so hai loại này thì Hoàng Anh thấy chôm chôm Tiến Cường mỗi lần hái một chùm như vậy là nó có ký hơn, nó nhiều trái hơn so với chôm chôm Thái, lấy chùm khác luôn cũng được. Đây bà con thấy nó nặng ký hơn, nó nhiều trái hơn mà trái nó nặng ký hơn cho nó chắc ruột hơn. Mà nếu mà giữa chôm chôm Tiến Cường với chôm chôm Thái thì Hoàng Anh sẽ chọn trồng chôm chôm Tiến Cường,
Để làm sao ạ? Nó sẽ được những cái ưu điểm là gì? Thứ nhất là trái sai, thứ hai tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh, thứ ba là kháng lại sâu bệnh hại tốt, thứ tư là về trái là gì? Trái là khi chúng ta ăn thì nó tróc hoàn toàn. Nữa là độ ngọt nó rất là ngọt, rất là đậm. Tiếp theo là gì? Nước ở bên trong tế bào của nó rất là ít, thành ra là ăn vô nó có độ giòn rất là ngon. Và cũng vì cái đặc tính là nước ở bên trong trái nó ít như vậy á, nên là khi mà chúng ta hái xuống, chúng ta di chuyển đồ này kia, nó ít bị lên men, nó không có ảnh hưởng tới chất lượng trái bên trong. Thời gian bán buôn của cái người lái buôn á, nó sẽ dài hơn, và từ đó là cái người bán buôn người ta cũng dễ dàng mua hơn. Và hiện tại trên thị trường, ngoài cái việc là năng suất của chôm chôm Tiến Cường cao hơn chôm chôm Thái ra, thì chôm chôm Tiến Cường nó lại có một cái ưu điểm nữa là về giá. Giá của chôm chôm Tiến Cường lúc nào cũng cao hơn chôm chôm Thái ít nhất là 5.000. Và thêm một cái nữa là gì bà con? Chôm chôm Tiến Cường á, nó rất là nhanh trái, rất là sớm trái thưa quý vị. Và ở trên một cái chùm của chôm chôm Tiến Cường á, bà con thấy là nó rất ít khi nào bị nứt trái. Nó hạn chế cái vụ nứt trái, nó hạn chế bị thối trái rất là nhiều so với chôm chôm Thái. Chôm chôm Thái của chúng ta lý do mà sao mà trái nó thưa như vậy là do khi đậu trái thì trái nó vốn dĩ nó cũng được, có trái cũng ok, cũng nhiều đó. Nhưng mà trong quá trình khi mà nuôi dưỡng trái để nó trở thành trưởng thành và bán cho chúng ta để chúng ta dùng ấy, thì quá trình đó nó sẽ bị nứt trái nè, nó bị kiếp nạn là bị siêu là thối trái nữa, bị khô trái. Nên là thành ra là cái chôm chôm Thái nó không có còn được là nhiều trái giống như chôm chôm Tiến Cường. Thì chôm chôm Tiến Cường là đời con mà, thì cha là chắc lọc được cái gì, cái khó khăn gì thì đời con khắc phục, và cái ưu điểm gì thì đời con giữ lại. Thì chôm chôm Tiến Cường đã giữ lại toàn bộ những cái ưu điểm của chôm chôm Thái, như là tróc nè, ăn nó ngon, nó ngọt nè. À, và khắc chế được những cái yếu điểm của thằng chôm chôm Thái như là gì? Là trái đó thì thưa nè, trái nó hay bị nứt nè, trái nó hay bị thối nè, nó hay bị đen nè. Thì chôm chôm Tiến Cường lại khắc phục được những yếu tố đó, từ đó năng suất rất cao. Và nó do nó giòn hơn, nó ít nước hơn ở bên trong, ăn nó tróc, nên nó là cái người tiêu dùng người ta lại rất là thích ăn chôm chôm Tiến Cường. Vậy thì nếu mà đứng ở góc độ nhà vườn, năng suất cao hơn, giá bán cao hơn, tốc độ sinh trưởng phát triển tốt hơn và có trái sớm hơn, thì Hoàng Anh, nếu là Hoàng Anh thì Hoàng Anh vẫn sẽ chọn chôm chôm Tiến Cường để là một trong những loại trái cây chiến lược trong khu vườn của mình. Chôm chôm Thái vẫn là một trong những cái đề cử rất là ok la, nhưng nếu mà chọn đã trồng chôm chôm thì Hoàng Anh sẽ trồng chôm chôm Tiến Cường quý bà con nhé. Và hiện tại bây giờ tại vườn của Willow Farm thì có cả hai loại chôm chôm luôn, như đầu video Hoàng Anh có nói. Chôm chôm sao qua thì Hoàng Anh không có, nhưng hai loại chôm chôm đó là chôm chôm Tiến Cường với lại chôm chôm Thái là Hoàng Anh đều có ở tại vườn. Và bà con thấy do là cha là con nên rất là khó để phân biệt cây giống nha quý bà con nha. Và Hoàng Anh thấy một số các cái đơn vị, đặc biệt là một số các cái đơn vị ở ngoài, miền ngoài, người ta hay đăng bán những cái cây chôm chôm này và sau đó người ta giao những cây khác cho quý bà con chúng ta. Nên quý bà con này, mua cây giống là mua giá trị tương lai. Nếu bà con chúng ta mà ham giá rẻ, hoặc là bà con chúng ta thấy nó nói chuyện nghe lọt cái lỗ tai quá, nghe im quá mà chưa từng biết cái cơ sở đó như thế nào, không biết là thằng này xuất hiện bao lâu rồi và uy tín ra sao mà bà con chúng ta mua những cây đó về. Nhiều khi trồng á, hôm bữa chú Hoàng Anh nói đó, cây nho thân gỗ mà nó giao là cây nguyệt quế quý vị nghe rối não liền đúng không, cây bưởi ruby mà là giao là cây bưởi da xanh, hoặc là cây vú sữa hoàng kim á thì bóc cây cà phê để giao thành cây vú sữa hoàng kim. Cây cái thằng sầu riêng mà không gai, có một lần ở bên Thái người ta lãi cái gai từ lúc nó còn nhỏ đấy, thì người ta lại lấy cái cây gọi là cây sầu riêng hạt á, giao cho quý bà con và bán với giá trên trời dưới đất để bán là cái để gọi là cây sầu riêng đột biến không gai. Ôi đủ thứ muôn hình dạng trạng, nói chung là làm điều tốt thì nó khó, nhưng mà làm điều mà không tốt thì nó dễ suy nghĩ lắm quý vị. Nên nó là thành ra là nếp nhăn của Hoàng Anh cũng xuất hiện nhiều là vậy. Để mà mình làm được việc tốt thì mình phải suy nghĩ, mình làm cái hành động đó, mình quyết định cái đó nó có ảnh hưởng gì tới ai hay không, nó có làm sai gì với ai hay không, và nó đang là điều tốt gì, nên là mình mới xuất hiện nếp nhăn. Chứ mà làm bây giờ giữa cái xã hội nhiễu nhương này mà làm sai, làm không trung thực nó dễ hơn mà làm trung thực với làm đúng rất là nhiều quý vị. Nên quý vị bà con chúng ta đã quyết định trồng chôm chôm, đặc biệt là trồng kinh tế chứ không phải trồng một hai cây, thì chúng ta càng phải lựa chọn những cái nơi uy tín để chúng ta chọn cây giống cho bà con nhé. Và trên đây là Hoàng Anh cũng đã sưu tập rõ ràng những cái trái chôm chôm Tiến Cường cực kỳ ngon đó bà con. Thấy nguyên chùm này là thành ra cũng cần khoảng 2-3 lạng rồi đó. Hái vô cái là có ký, hái vô cái ký là tiết kiệm chi phí về nhân công, lặt hái tùm lum tùm la nữa bà con nát. Nên bà con chúng ta thấy là chôm chôm Tiến Cường có rất nhiều ưu điểm hơn so với những cái loại chôm chôm đang có trên thị trường. Thực sự chôm chôm đang rất là nhiều, như chôm chôm đường, rồi chôm chôm trái ráp, chôm chôm ABC các kiểu luôn. Nhưng mà ba cái loại phổ biến hiện tại giờ là chôm chôm Sawa, chôm chôm Thái và chôm chôm Tiến Cường. Và trong này nếu mà Hoàng Anh ái mộ thì Hoàng Anh sẽ thích ăn chôm chôm Tiến Cường nhất.
Tuy nhiên là hiện tại bây giờ là diện tích trồng chưa có nhiều á, nên là lâu lâu á mình muốn ăn cũng hơi khó. Còn chôm chôm bây giờ là coi như là người ta đã xử lý nghịch vụ quanh năm luôn rồi. Bà con đi giờ nào ra sạp cũng có chôm chôm hết. Quan trọng là nhiều hay ít và giá nó là bao nhiêu thôi. Có nhiều thời điểm Hoàng Anh thấy chôm chôm lên tới 80.000 ký ăn một trái chôm chôm muốn lòi mắt luôn vậy đó. Nên là canh thời điểm mà chôm chôm mà giá nó mềm mềm xíu mình giờ ăn cũng ok hết quý vị ha. Mùa nào thức đó thì giá nó sẽ rẻ hơn. Hiện tại bây giờ chôm chôm cũng đang là nghịch vụ đó. Nên là Hoàng Anh mua chôm chôm Thái là 55.000, còn chôm chôm Tiến Cường là 60.000 nha quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều, rất là mong là những nhận định và những cái kiến thức thực tế như thế này, những cái sự cọ sát như thế này thì giúp quý bà con chúng ta là dễ dàng ra quyết định hơn trong việc chọn cây gì để trồng cho gia đình nhà mình. Và dịch vụ của Willow Farm có luôn cả cái việc tư vấn trong quá trình chúng ta làm mô, làm clip, rồi là chúng ta làm gì nữa quý vị, và chúng ta trồng cây, cây giống, rồi chăm sóc cây, làm bông, làm trái nữa. Nên quý bà con chúng ta nếu có bất kỳ câu hỏi gì có thể điện hệ Willow Farm càng sớm càng tốt. Rồi, bye bye.